đi hả? Cái đó là lấy đâu vậy? Không, Hình cái như này là ông xã em ổng đao trên mạng xuống. À đây hả? Dạ, Quảng mình coi cáo cái này để mình đứng cái góc mình chụp hình đẹp giúp. à, đây hả? À cái này là có cái cáp treo đây đấy phải không? Và không, tí mình tới ngay đây là mình tới đây. Chụp hình thấy đẹp vậy mình để thấy hoàng sơ đó của mình đó nha. Rồi coi cả cái kia giống sơ đó của mình đó. Giống sơ đó của mình đó. Là đấy chứ. Mặc đồ đẹp. Chụp này về à, ở đây mà có chữ cái hồ đó. Mấy xe cũng đi cám mình lên đỏ mẹ ha. Đây nó lấy cái nước này nó lên nó xử nước lý để phục vụ cho mấy cái này được mình chỉ kiểu như là đen tinh là lại hồi hồi tức là mình rửa tay rồi mặt xuống xử lý xong lấy lên rồi xa tiếp đây là nó khai thác nó bắn đá đấy đá nó bắn